Năm học mới đã bắt đầu, nhưng năm nay 182 học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trung Thành, huyện miền núi Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa phải đi học nhờ do trường học của các em nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở. Để bảo đảm an toàn cho các em, chính quyền địa phương và nhà trường đã chuyển các em sang học tạm ở trường tiểu học cách đó gần 3 km. Công trình khẩn cấp chống sạt lở tại xã Trung Thành, huyện miền núi Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, khi đang thi công thì xuất hiện các vết nứt tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trung Thành mới được xây dựng nhưng nằm trong khu vực nguy cơ cao nên phải tạm thời đóng cửa. Thầy trò nhà trường phải chuyển sang học nhờ bên trường tiểu học từ năm ngoái. Năm nay là năm thứ hai nhà trường phải ngừng cho học sinh bán trú và chỉ học được một buổi trong ngày. Hơn một năm học năm nay thì nhà trường cũng đã được cấp ủy đảng cũng như cấp trên chỉ đạo về học cùng với trường tiểu học vào buổi chiều. Thì hiện tại là bên khu trường mới này thì đang phải chờ theo dõi sạt lở. Còn chờ đến hết mùa mưa bão thì các cấp trên có ý kiến chỉ đạo đối với nhà trường. Công trình đầu tư xử lý khẩn cấp sạt lở, cụm công trình xã Trung Thành được xây dựng nhằm bảo vệ các công trình phía dưới. Khi đang thi công thì xuất hiện các vết nứt, sạt lở gây mất an toàn. Hiện Ủy ban Nhân dân xã Trung Thành cũng lên phương án sẵn sàng di dời khi có mưa lớn. Công trình này vẫn phải đang theo dõi và chưa biết khi nào học sinh, giáo viên mới được quay trở lại trường cũ để học tập. Nhà trường cũng thường xuyên là đề xuất về xã rồi với các cấp là muốn quay trở lại để học ở cái vị trí này. Tuy nhiên chúng tôi thấy nó cũng chưa được đảm bảo và cũng chưa có cái hướng dẫn nào của cấp trên cả. Cho nên là chúng tôi cũng chưa thể bố trí lớp học tại đây. Cũng có cái bây giờ hiện tại thì trường đang phải học chung với trường tiểu học. Cũng là mỗi cái khó khăn cho thầy và các cô cũng như là các cháu học sinh ở trường trung học cơ sở hiện nay. Hiện tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Quan Hóa khảo sát các địa điểm để bố trí xây mới trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Trung Thành, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, trước mắt tiếp tục dừng việc dạy học tại khu vực nguy cơ cao sạt lở. Việc đi học kép với một ngôi trường khác cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng dạy và học của thầy trò trường trung học phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Trung Thành. Nhà trường và các bậc phụ huynh rất mong chính quyền địa phương và chủ đầu tư sớm có phương án xử lý dứt điểm sự cố sạt lở và hoàn thành công trình này.